hiểu. Thật ra là còn rất nhiều người mình phải cảm ơn đó, nhưng mà mình không nhớ, mình không nhớ. Bây giờ bên Medica thì hôm đó là con gọi nhưng nhờ đình toàn, con không dám gọi cho anh Quỳnh ăn cơm, tại vì sợ anh sợ anh uống, anh buồn. Tôi vẫn phải gọi con năn nỉ đình toàn, rồi cái đình toàn năn nỉ rồi đã ăn cơm. Nhưng mà mới đầu thì mình tưởng là mọi chuyện nó kinh khủng lắm, nhưng cuối cùng đúng là qua cái lần này mình mới thấy cái tình đồng nghiệp nó quý khủng khiếp luôn. Anh Tuấn với Đình Toàn quyết định là hủy xuất diễn đội vợ khác để mà nhường Thanh Thủy cho Minh Vân một tuần. Cảm ơn mọi người. Nếu như Vân có thiếu sót ai đó thì mọi người bỏ qua cho Vân. Vân chỉ biết là bây giờ mà nói là điều gì thì không có một cái điều gì cả ngoài tình bạn. Tại vì cái công việc này đối với cô Hồng Vân là một công việc rất là quan trọng, là sự nghiệp của cô ấy, là máu thịt của cô ấy, là mồ hôi và nước mắt của cô ấy. Nếu như ngay trong giờ phút này mà nó có một cái điều gì đó mà công sức, công lao cũng như là cái nhiệt huyết không thực hiện được thì buồn lắm. Và mình hiểu mà, mình cũng là một người làm nghề và mình cũng là một người bạn và rất là hiểu nhau. Rồi kể cả hôm nào cũng vậy, 11, 12 giờ đêm Hồng Vân gọi điện thoại nói bây giờ tôi biết bắt đầu từ đâu, ui biết nói cái gì bây giờ. Thôi thì Thanh Thủy nói thật, lúc đó Thanh Thủy mất ngủ luôn á, tại vì mình biết cho sức khỏe của mình nào. Cho nên là tất cả những cái điều đó làm cho mình không thể nào dừng lại để suy nghĩ bất kỳ một cái việc gì cả, mà mình nghĩ rằng là thôi phải tiến tới thôi, đơn giản là thương nhau. Thực ra thì đứng về mặt chất lượng của vở diễn thì không có gì thay đổi, bởi vì Hồng Đào với Thanh Thủy là giống như là Thúy Vân, Thúy Kiều á, mỗi người một vẽ 10 phân, vẽ 10, thành ra là mỗi người sẽ có một cái nét khác nhau. Nhưng mà đối với chất lượng của vở diễn thì hoàn toàn không có gì thay đổi cả. Vấn đề ở đây là mình chỉ muốn khán giả, cũng như là bản thân Thục Vân muốn các anh chị báo chí hiểu được là đây là một sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn, không ai muốn điều này cả. Đó. Và mong là mọi người hãy giúp đỡ Vân giống như là toàn bộ tập thể của Quân Cánh Cò để có thể cho khán giả cảm thông nhiều nhất có thể để cho nó được suôn sẻ trong cái đợt diễn đầu tiên này. Nãy Vân xúc động có thể nói không nổi. 13, 14, 15 Thanh Thủy bắt đầu lên sàn là tối hôm qua, hôm kia là bắt đầu chạy xuống, rồi 14 hôm qua và hôm nay. Sau đây là Vân sẽ làm tiếp luôn. Tại vì trước đó là Thanh Thủy chỉ có thể cầm được những cái clip để mà coi, để thuộc lời, để làm cho mọi người. Thì gần là bà chưa có cho lịch luôn. Bà Thanh Thủy là bà chưa có cho Vân lịch luôn. Mà với cái dàn diễn viên này thì Vân chỉ có thể diễn theo đợt được thôi, chứ Vân không thể diễn theo cùng được, thì các bạn không thể sắp xếp được. Mà Vân nghĩ là với những cái vở như thế này thì mình không thể diễn mỗi tuần được, mà mình phải diễn theo từng đợt. Đó. Thì bây giờ đang chờ lệnh của Cẩm Ly với Thanh Thủy. Còn bên Thủy Vân thì sẵn sàng để chờ đợi thôi ạ. Thực ra thì Vân cũng quen với nhiều ca sĩ. Ví dụ như Quang Lê, là Quang Lê rất thích cái dự án Phong Tranh Cộng này. Nhưng mà vì cái lệnh của Quang Lê với lại mọi người á, tức là chưa có thể sắp xếp được, thì Quang Lê rất muốn là dự án sau chưa có thì Quang Lê tham gia, hay là Bằng Kiều. Còn bên Vân thì có Như Thùy, có Phạm Yến, có Nguyễn Văn Trung, là những người mà cũng sát cánh với bên Kịch Ứng Dụng Vân rất là lâu. Như Thùy hát rất hay, Phạm Yến hát rất hay, thật ra bên Vân cũng nhiều người hát hay lắm luôn đó. Nhưng mà vừa rồi các bạn kẹt lệnh đến những sân khấu khác, thành ra là đây Vân chỉ dám những người nào mà gọi là Vân gọi là đứa nào gọi là mẹ đó, thành ra là mẹ nói thì con nghe lời đó, chứ còn
Chắc là để cái tháng sau thì Vân mới dám mời các bạn kia để các bạn sắp xếp được lịch. Vì cái này là cái lịch gì mà không có nói trước luôn, tại vì tất cả mọi thứ Vân làm trong một tháng, đúng một tháng trời sửa sân khấu và tập vở mới. Vở mới là bắt đầu triển khai từ giữa tháng 9, cuối giữa tháng 8. Giữa tháng 8 là bởi vì nó đã có cái sự của các em rồi, của các em học sinh bên Vân á. Đó, thì từ đó là để cho các anh chị coi clip rồi coi kịch bản, rồi sau đó mình sửa chân sàn diễn luôn đó. Xin cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Thực ra câu hỏi của bạn mà Vân rất là thích, bởi vì nó cũng là một cái nâng nấu của Vân. Giống như này xong Vân có nói là tại sao mà Vân không nghỉ ngơi đi, tại vì hoàn toàn là đến cái tuổi này rồi Vân được quyền nghỉ ngơi, được thư giãn, được nói chung là làm những gì mình thích. Nhưng mà thực sự là bởi vì có những điều mình chưa làm được cho nên mình đã muốn làm. Ví dụ như những điều bạn hỏi, từ đó giờ là Vân rất muốn có một cái địa điểm mà nó có những cái dòng kịch văn học này. Thì bên Vân hồi đó là bên kịch Phúc Nhuận Vân đã làm được cái điều đó. Nhưng mà mình phải lấy ngắn nuôi dài, cho nên là cái dòng kịch kinh dị ra đời song song với cái dòng kịch văn học. Và thực tế thì cái dòng kịch kinh dị nó nuôi cái dòng kịch văn học. Đó là một cái điều thực tế mà mình phải gọi là chấp nhận cái thực tế đó. Và lần này thì khi mà Vân qua cái ngôi nhà mới này á, thì Vân rất là muốn thực hiện lại cái ước mơ của mình. Có rất nhiều lý do. Thứ nhất là đây là một cái căn phòng mà mình xin phép được sửa chữa, trang bị theo đúng cái ý muốn của mình, cái mong muốn của mình. Và mình đã được nhà văn hóa sinh viên chấp thuận. Ví dụ như bên Phú Nhuận Vân có xin làm màn hình LED thì các anh chị cũng không đồng ý bởi vì không được phép. Thì Vân không biết lý do tại sao. Nhưng mà ở đây thì Vân có trình bày và các mọi người giúp đỡ hết sức. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai nữa là có những mạnh thường quân mà sẽ đồng hành với tụi Vân trong cái gọi là cái chiến lược này. Ví dụ như ngày hôm nay có hai nhà mạnh thường quân, đó là bên thương hiệu Vanini, là bác sĩ Hưng với lại vợ hai vợ chồng bác sĩ Hưng. Hồi nãy Vân cũng quên là Vân đó Vân có giới thiệu lắm kia. Vân xin cảm ơn bác sĩ Hưng. Đầu tiên là hai người đã cho Vân một cái gọi là cái body mà có thể mặc lại áo dài như thế này được. Thật ra là làm sẽ có hết tiền rồi. Áo dài này là lấy lại từ thời còn không nghe, chứ không phải là áo dài mới mang đâu. Vân lấy được hết những cái đồ mà hồi xưa Vân mặc, không phải may cái gì hết. Thì bác sĩ Hưng với lại bà xã cũng sẽ đồng hành với Vân trong cái chiến lược mới là những cái tác phẩm về dân ca, về nhạc truyện. Lý do là bởi vì cái cô vợ cực kỳ mê cải lương, trời ơi mê khủng khiếp luôn, và rất yêu gọi là yêu văn hóa, gọi là gì, văn hóa truyền thống. Rồi ngày hôm nay tất cả những cái trang trí mà về hoa, đây này hai bạn cũng tặng cái giỏ hoa này rất là đẹp, vừa để mời báo chí cũng là các bạn. Nói chung là đồ dân giả không, còn ngoài kia là thương flower, nói chung là nhiều, rất nhiều những cái mặt thường quân mà khi mà mình trình bày cái điều đó thì mọi người cũng sẽ hỗ trợ, có thể không bằng tiền bạc nhưng mà bằng gọi là bằng những cái bằng những cái tinh thần, như là những cái món quà hoặc là trang bị. Thực ra mình bỏ tiền ra thì cũng nhiều lắm đó, nhưng mà bên kia là như là ngoài phía ngoài là thương làm, bên trong đây là bên Vanity làm cho Vân, ví dụ vậy đó. Thì cái Vân muốn á, mọi người biết Vân muốn sau cái nhạc kịch của chú Bắc Sơn này, thì cái ước mơ tiếp theo của Vân là Vân được làm cái nhạc kịch của nhạc sĩ Minh Viên. Cái đó là Vân cũng có nói rồi. Thì không biết là ảnh tính toán sao. Lần này thì đó ảnh đã nói rồi đó, thực sự là kịch mà đâu có nhiều tiền đâu. Cái đó là Minh với Ly là thừa biết chuyện đó rồi, nhưng mà làm vì chị thân yêu thôi. Thì còn cái tác quyền thì Vân cũng chưa biết sao trong cái dòng kịch gọi là nhạc kịch của nhạc sĩ Minh Vi đó. Thì hôm nay sẵn có các anh chị ở đây, Vân cũng nói luôn là Vân ước mơ của Vân là Vân được làm một tác phẩm với cái dòng nhạc của nhạc sĩ Minh Vi. Và còn một cái nữa là cái vở Nói Thần đó mọi người, Vân rất muốn làm về sử ca, có nghĩa là cái dòng lịch sử, nhưng mà mình sẽ
mời hoặc là mình năn nỉ hoặc là mình dụ nghĩ cách gì đó mà các nhạc sĩ sẽ sáng tác về những cái là những cái bản nhạc nó mang tính chất là sự ca, nhưng mà mình có thể làm được những cái vở kịch lịch sử. Đầu tiên Vân sẽ làm nõi thần để Vân báo hiếu cho sư phụ của Vân là cố tác giả Lê Duy Hạnh. Nói thì khóc nữa. Và Vân sẽ trả lời câu hỏi của bạn và Vân sẽ bằng một cách Vân làm được điều đó. Không, mình không đủ tiền thì mình đi xin. Bên cạnh mình cũng có nhiều người có những cái đồng cảm giống như mình, cộng hưởng giống như mình. Nguyên ca hôm nay là không lấy tiền nha mọi người. Không lấy tiền. Ngày mai không lấy luôn, ngày mai không lấy tiền luôn. Chỉ có lấy vé thôi, lấy hai là chỉ có lấy 4 vé để mời mẹ đi xem. Đó, mời mẹ, mời em với lại mời bạn đi xem thôi, không có lấy tiền. Còn Minh Nghi với Cẩm Ly thì nó, ôi chị mệt chị quá, chị tính sao đây, chị tự tính đi, vậy đó, dễ thương lắm.